Tôi là Hằng, đến từ Hyundai Kiên Giang. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng xe số tự động và một số tính năng trên xe, cũng như một số thao tác ban đầu cho người mới lái xe. Vâng, đây là cái chiếc chìa khóa Smart Key trên tay tôi. Đây các bạn thấy, đầu tiên là khóa xe, mở cấp từ xa. Nó tích hợp một cái chìa khóa cơ bên trong nha các bạn. Đây, một cái chìa khóa dự phòng khi mà trường hợp chúng ta quên hoặc chìa khóa hết pin thì chúng ta có thể mở cửa được. Vâng, chúng ta sẽ thao tác những thao tác đầu tiên nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ mở khóa. Xe đã mở khóa rồi, có tín hiệu nha các bạn. Chúng ta sẽ tiến hành nha. Tay chúng ta để vào trong này. Đây. Kéo ra, rất là nhẹ nhàng. Rồi, chúng ta mở cửa ra. Rồi, bước vào buồng lái. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ điều chỉnh cái vị trí ngồi của chúng ta cho phù hợp nhất, để thoải mái nhất. Đây, ghế lái chỉnh điện nha các bạn, nên bởi vì chúng ta sẽ điều chỉnh rất là nhanh. Lưng. Rồi về cái tầm vô lăng cũng vậy, chúng ta phải điều chỉnh cho nó phù hợp với cái tầm của mình để mình quan sát thoải mái và quan sát giữa hai cái kính hậu hai bên. Đây, ở mức độ này có thể nói là phù hợp rồi. Về chân, đối với số tự động thì các bạn có thấy đây, chân trái đặt mép bên đây các bạn, không có giữ cái này, không có ly hợp nên chúng ta để bên đây. Chân phải chúng ta một chân giữ chân phanh, cái chân phải chúng ta nghiêng về chân phanh nhiều hơn nhé các bạn, chân ga để chúng ta qua chuyển qua đây, nhưng mà khi nào cái chân phải chúng ta cũng nghiêng về chân phanh nhiều hơn để giữ an toàn cho xe. Này đây ha, chúng ta chuyển qua đây đạp nhẹ ra thôi, nhóm nhẹ thôi đó, còn cho em giữ chân phanh rồi an toàn rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra chặn số và phanh tay. Chặn số hiện nay đang ở chế độ B, là chế độ đậu parking. Phanh tay đã chốt rồi. Rồi chúng ta bây giờ sẽ đạp phanh, đạp sát phanh, khởi động. Đây chúng ta khởi động bằng nút bấm, không phải chìa khóa cơ, chúng ta khởi động. Rồi, phanh nhấn vô các bạn, đã khởi động xe. Chúng ta đã thấy an toàn, chúng ta sẽ nhả chân phanh nhẹ nhẹ ra. Rồi, nhưng mà chân lúc này chân phải cũng phải giữ chân phanh nha các bạn, sẽ nhóm chân phanh nhiều hơn so với chân ga. Rồi, chúng ta giữ một khoảng cách an toàn, tư thế ngồi cũng vậy, ngồi thoải mái nhưng mà đầu chúng ta phải hướng về mặt trước. Hai mắt chúng ta phải giữ cái độ quan sát được, chỉnh kính hậu được ha. Chúng ta phải dòm được phía sau, quan sát được toàn cảnh để lái xe an toàn hơn. Rồi, tay lái trợ lực điện nè bạn, chúng ta sẽ khởi động trước ha. Rồi, chân chu rồi. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ lên, chúng ta điều chỉnh về dàn máy lạnh, sử dụng dàn máy lạnh điều hòa bật cho nó phù hợp. Rồi, kết nối Bluetooth hoặc USB tùy theo người dùng muốn sử dụng và nghe như thế nào đấy. Rồi, chúng ta sẽ bật nắp để dẫn đường hoặc chúng ta nghe nhạc tùy theo ý thích của mọi người. Đây, chúng ta sẽ bật nắp cái map này, mình sẽ dẫn đường tùy theo cái đoạn đường mà mình đi như thế nào đấy. Rồi, đối với trường hợp, tôi cũng chia sẻ thêm, đối với trường hợp các bạn lên xem xe hoặc những người mới lái xe, các bạn hãy chú ý về cái độ an toàn. Chúng ta tránh trường hợp mà nhả phanh tay và đạp ga nha các bạn, tránh trường hợp nó sẽ phóng đi, trường hợp rất là hy hữu. Nhưng mà lúc nào chân chúng ta cũng phải giữ như tư thế này, rất là an toàn luôn. Các bạn xem xe không có lo lắng điều gì cả, mà cũng bảo vệ chính mình cũng như bảo vệ tài sản của công ty. Rồi, càng số đây, hướng dẫn càng số đây, vô lăng đây, cái này là hộp số tự động. Các bạn thấy đây, B chế độ đậu. Rồi chúng ta kéo từ từ ha. Đây chúng ta chỉnh cái góc độ gió chút xíu. Rồi, R là lùi ha, các bạn thấy khi mà đưa R chúng ta phải đạp phanh nha các bạn. Đây lùi, lùi trên cái này có cam nghe lùi, cả miếng lùi ha. Đây hỗ trợ đánh theo góc lái các bạn, rất là an toàn luôn, rất là hay luôn, hỗ trợ người lái rất là nhiều nha các bạn. Rồi N bông no, D là chạy ha. Ban đầu là chế độ B, khi các bạn muốn chạy chúng ta hạ phanh tay và đưa về B và nhả chân phanh ra, chúng ta giữ chân ga và nghiêng về chân phanh tí xíu nha các bạn. Rồi,
Vừa rồi là một số thao tác hướng dẫn cho bạn chạy xe tự động và một số thao tác kỹ năng cũng như giữ an toàn cho các bạn khi các bạn xem xe cũng như các bạn mới thao tác. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn. Hãy like và share cho kênh của chúng tôi nhé các bạn. Cảm ơn các bạn.